xù nữa. Ôi, hết bệnh trộm. Hello tất cả mọi người, hiện tại bây giờ là Cương Thi đang cùng với là mẹ Minh Thành và trở lại với quán ăn vặt của Khờ Lan và Cương Thi. Hôm nay là mẹ Minh Thành xuất hiện ở đây và trong một cái giờ gọi là 2 giờ. Đó thì mọi người rồi, rất là bất ngờ. 45 phút. Thôi mẹ đi. 45 quá, hồi nãy phải xuất hiện 2 giờ. Mẹ Minh Thành muốn đi bên đi chợ mua rau chứ đừng nói 2 giờ, tao tưởng mẹ đi đi dạo cho mát, tao nghiệp mẹ con. Không phải có người nhiều người nghĩ là mẹ đi đứng đi đứng. Nói đâu kìa. Không. Hát xuống cho nên đi xì đi. Mẹ đi chợ mua. Cá rảnh là mọi người đó. Ơi, ông me rái đó mọi người ơi, của cái Khờ Lan bán được không? Khờ Lan me ngon lắm. Mẹ chưa bánh tráng nướng không? Mày ăn đi. Nói gì đó chứ mày, ngày mai là mẹ Thành sẽ hứa là sẽ đến với lại chương trình Lotto Show của Cương Thi ngày mai. Rất là ổn rồi. Đúng mẹ. Mẹ có đến không vậy? Ui mẹ ơi, có cầm mình đó. Không nha, mẹ đến 5 phút cũng được. Thấy mẹ hơi xù nha. Ở đây mà mẹ đứng không, không ai không biết mẹ là cũng là con người luôn. Cương Thi là khai trương mà mẹ. Mẹ nhớ mẹ cho con mấy cái xô. Không mà đấy thôi, thôi. Vô mấy con ơi. Vô. Ơi, nhậu thật là vui vẻ thành công trong mọi việc làm ăn. Dạ. Hãy chúc cho con cháu anh em đầu là chúc cho Cương Thi với Khờ Lan. Chúc cho Cương Thi Hòa Lan có một sức một trời sức khỏe. Mở mình nước suối nè. Mày nói gì cảm ơn mọi người. Hai biển cả tình thương đại dương tình bạn, chúc cho mọi người gắn bó với nhau. Ôi ôi nha. Đó nha mọi người. Con thay mặt anh em ở đây là chúc cho mẹ luôn thành công trong những bộ phim sắp tới. Chúc cho Khờ Lan báo mẹ mà thành ngon ngon đừng có sâu với mày một cửa nha. Ôi ôi, cái đó là mẹ tự đập mấy cái bể nha. Đâu, đây rồi. Rồi. Mày sẵn đá rồi thì mẹ chơi kẹo con chó rồi. Dễ sợ thì cứ. Trời ơi, con với mẹ tắm mưa. Trời ơi mẹ ơi, bây giờ con với mẹ giống như dưới quê gọi là loại ruộng. Dễ thương lắm mọi người ơi. Đó bây giờ là mẹ Minh Thành, là mẹ mọi người cũng đã biết là mẹ Minh Thành đóng cho bộ phim là Mẹ Tôi Là Đàn Ông đang hot. Mọi người ơi, chuẩn bị ra cái bộ phim mới nhưng mà chỉ có 2 tập thôi nha mọi người ơi. Bộ phim là Xin Lỗi Con Yêu Ba. Xin Lỗi Con Yêu Ba. Khoảng chừng một nói là nói khoảng chừng một tháng lại nha mọi người. Thì mẹ có thể là cho biết là trong bộ phim này thì mẹ trong vai gì không? Mẹ sẽ đóng con bộ phim này, mẹ đóng vai một người cha có hai có những hai đứa con đồng tính. Rồi cuối cùng con của mẹ là ai? Con của mẹ là chưa có chồng vai mọi người ơi. À, con của mẹ có thể là mời Khờ Lan được không? Mời Lan chắc trong vai nào? Trong vai Khờ Lan. Nhưng mà trong sắp tới người mẹ bán có mẹ mà trong sắp tới là mẹ có đi quay một cái mẹ có đi hát một cái gì hay gì vậy hả? Quay chạy đi hoài vậy. Nhưng mà mẹ có mời Khờ Lan không? Có chứ, trợ nhân vật chính trong vai gì? Trong vai con heo. Khờ Lan đặc biệt là một cái thứ quán, cái địa chỉ là 157 157 Thoại Ngọc Hầu. Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Phường Phú Thạnh. Phường Phú Thạnh. Ở đây là có cùng công tác với Cương Thi bánh tráng nướng, mấy người ủng hộ cho Khờ Lan cũng như là ủng hộ thương Minh Thành cũng như thương hai đứa em của tôi. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Và đặc biệt Minh Thành sẽ đi hát những cái chùa từ thiện. Và sẽ có mời ai? Có mời nghệ sĩ ưu tú Khờ Lan. Đủ đủ à. Nghệ danh là gì? Gì vậy? Thôi trời ơi, tội nghiệp với chủ tôi thôi. Thôi ở cái là bà bóng mèo cấp đi gọi cái thịt ngăn. Trời trời chị em. Không nghệ danh thôi, cái nghệ danh thôi. Nghệ danh thì một số hết đấy tên đi. Bác ông bảo tôi đi chung bảo thịt ngăn mấy lần. Đi chung hả? Ừ, nói số. Vậy thôi, để đổi tên đi ha. Bé heo hả? Hai xu. Thôi cái này à. Con heo. Cô đang biệt danh là bé dư mỡ đi. Thôi đừng vậy đó anh. Em là bông hoa của núi rừng. Trời chết mẹ. Ôi bông hoa núi rừng. Ai làm lại khúc này. Chết mẹ. Cái nào nó nở xỉu hiếu. Nói đi anh. Ê chế. Bông hoa đẹp của núi rừng Tây Nguyên. Vậy Khờ Lan có muốn đặt câu hỏi gì cho mẹ Minh Thành không nè? À, thôi để em nói giùm anh đi. Cái anh đang mọi người ơi, bây giờ cuộc đời của những người đồng tính như tôi rất là khổ. Đúng rồi. Mong mọi người hãy thương tình và thông cảm cho những người thế giới thứ ba. Rất là vui vẻ quay mặt cái trong lòng khổ tâm với mọi người. Mọi người nói là ủng hộ một ký me, một cái gió, một cái chết Cương Thi là cũng là tấm lòng chung chia sẻ những hoàn cảnh với mọi người. Đó. Đó, cảm ơn mẹ. Nhưng mà nói những người đồng tính là rất là giỏi nha mọi người. Làm ăn rất là chân chánh thật thà lắm chứ không có bậy bạ đâu. À mình làm nào bằng cái công sức của mình hay công sức ha? Của mình đó mọi người biết không, ăn me nè. Ôi rồi sao cảm nhận mẹ me ngon quá nhưng mà trái này chơi bị chua nha mọi người. Chua nha mẹ, chua ăn chua thấy ngọt ngọt thấy chưa con nói mẹ rồi mẹ ơi. Mọi người ơi
sau nữa sáng sau mọi người sẽ quay Minh Thành sẽ lạ hơn người hướng nước này cho mọi người. Đó là sáng sau là mẹ Minh Thành sẽ hóa thân trong dây ba. Đó là xin lỗi con yêu ba trong bộ phim mới của mẹ Minh Thành. Thì mong mọi người sẽ yêu thích mẹ Minh Thành để ủng hộ cho mẹ Minh Thành trong bộ phim sắp tới, đó là mẹ ba. Tại cái bộ phim này nói về là nói về cái cuộc đời chẳng hạn như là Minh Thành với một cái cô gái đó cũng hai người đi chuyển giới mà Minh Thành vì đứa con mà không chuyển giới mỗi lần nó đòi hỏi những gì mặt nhớ tới nó mà đứa con cũng là đồng tính với mọi người. Sau này đứa con nó không hiểu mình, nó chửi mình, nó đuổi, nó chửi mình một cái người bạn đồng, cái người bạn của mình sẽ người bạn mình sẽ kể lên đứa con của mình là ba mày cũng là chuyển giới mà vì mày không chuyển giới nuôi mày tới ngày nay thì sao đứa con đồng tính này, không phải đứa con mà nó là con nuôi luôn, sao nó hiểu rất là thương ba nó. Cũng là cuộc đời đồng tính rất có ý nghĩa bộ phim này là... mọi người sẽ coi trong bộ phim này mẹ tôi là đàn ông, bộ phim này mọi người sẽ coi anh Thành diễn từ nước mắt ra nha mọi người. Bộ phim rất là lấy nước mắt của khán giả. Bộ phim này anh Thành sẽ diễn dây già lớn tuổi rồi không có còn trẻ trung đâu mọi người ơi. Tại cuộc đời mỗi ngày mỗi khác, mỗi qua mau chứ không phải là chung một cái ngày mà tuổi trẻ hoài nha mọi người. Có nghĩa là trong bộ phim này mẹ sẽ là theo cảm xúc thật sự của mẹ luôn đúng không? Đúng rồi. Đó thì cho mọi người, mong mọi người sẽ ủng hộ về cho bộ phim mới của mẹ, đó là ba hả gì? Xin lỗi con yêu ba. Đó thì mong mọi người sẽ theo dõi cái bộ phim của mẹ Minh Thành và mọi người cũng đừng quên ủng hộ ủng hộ cho Cương Thi, Bánh Tráng Nướng và Thời Lan. Đó thì mời đi nhìn mọi người 157. Trên tổ Minh Thành là Minh Thành bầu show nha mọi người. Nhưng mà phim này là làm chắc không có mời chuyên nghiệp mà để nhưng mà mẹ không có mời con nha. Chưa có, chưa biết được tại vì do đạo diễn sắp thì ý tưởng vậy thôi. Đạo diễn mẹ cũng có gợi ý được cho sao đạo diễn. Sao có gợi ý, tại vì một cái dây đứa con rất là nặng. Một đứa con đồng tính rất là nặng. Con cũng bóng ngày xưa giờ cũng biết mẹ. Tại vì mọi người biết xong cái bộ phim này là một cái người cha đồng tính mà có một đứa con một con nuôi mà con nó cũng lọc tính cũng giống cha, sau này nó chửi mà nó không biết là mình đã hy sinh, nó không chuyển giới mà bạn mình là ở chung nó sẽ chuyển giới và nó kể lại cho con nó nghe thì con nó hiểu đồng cảm với thương mình hơn. Sau này nó chửi xong nó thấy ba nó xin lỗi. Cái bộ phim này chỉ có 2 tập rất hay cho mọi người sẽ coi là khóc luôn, nói độc tính không. Nhưng mà là trong bộ phim này là câu chuyện có thật của đúng không mẹ? Có thật, cái gì cũng có thật hết trơn, cái sự thật hay là kể về cuộc đời của mẹ Minh Thành. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vô về theo dõi bộ phim này. Làm Minh Thành không có mời chuyên nghiệp mà mời ekip cái dạng như là đơn giản không có mời chuyên nghiệp của mọi người. Tại vì mọi người hiểu là theo ủng hộ kênh của Minh Thành, ủng hộ cho Poland và em con trai của tôi là Cương Thi luôn. Vì Cương Thi có hoàn cảnh cũng hơi khó khăn, mọi người nhớ ủng hộ cho Cương Thi nha. Và Minh Thành yêu cầu các anh chị em gần xa phải đi ngang cái con đường kinh tân đường Thọ Ngọc Hầu. Thọ Ngọc Hầu cũng sang sang ra đường Nguyễn Sơn nha mọi người. Là cái địa chỉ là 157 Thọ Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Ghé vô bánh tráng Cương Thi, đặc biệt Cơ Lan có bán những cái món đất đặc sản cho mọi người. Đây là mọi người cũng đã thấy là đây là cái gian hàng của anh Bạch Cương Thi và anh Khờ Lan. Đây các bạn cũng là đặc sản cho trái cây nè, trái xay, me dốt, me tái, tất cả những cái loại chua dành cho những người mà thèm cái chua ăn đó mọi người. Những người mang bầu nè. Rồi đây là có những cái cây, cái trái cây trị tiểu đường nha mọi người. Có chua, có ngọt. Và mong mọi người hãy thương tình cho những giới thứ ba nha mọi người, rất là tội nghiệp mọi người. Tại vì có như chẳng hạn những người thanh niên tay gì nè, như con gái ta sinh ngủ đêm, còn thế giới thứ ba này nó nhờ cái sự bao đêm tâm sự nó buồn cái cuộc đời tôi nó không có được mà nó cũng ngắn ngủi đó mọi người. Nói vậy chứ trong lòng những đứa như nè, về khuya nó ngủ nó buồn lắm, tại nó rất là cô đơn lạnh lẽo đó mọi người. Thí dụ trong thời gian lại còn cha còn mẹ ấm cúng, chẳng hạn như Minh Thành nè, không còn cha còn mẹ sao thì rất là khổ, không biết là mà nằm xuống ai là người đốt nhang cho mình những hàng đêm mọi người. Thì mọi người hãy thương tình trong thời gian giúp đỡ cho những người là chuyển đồng tính và chẳng hạn thương cho Minh Thành một show nha mọi người. Đây là sự thật đó nha mọi người. Đó và là Cương Thi cùng với mẹ Minh Thành và cảm ơn kênh Khờ Lan đã nãy giờ Minh Thành chia sẻ và cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đó là ông Khờ Lan nha, đó là kênh ông Khờ Lan, mọi người nhớ chia sẻ và đăng ký subscribe nha. Và bây giờ mẹ Minh Thành và cùng với là Cương Thi sẽ xin chào tạm biệt mọi người nha. Chào biệt, hello, ooh la la, ooh sa.
Ôi, hay quá vậy. Đặt đi mà.